hai thằng, cái thời điểm mà đồng chí Stalin với Lenin, Stalin còn nắm quyền đó, ở bên đó có một ông cộng sản nói chuyện với một cái ông ở ngoài đạn, hiểu không? Thì cái ông cộng sản ông nói là các đồng chí cộng sản có ba cái phẩm chất. Phẩm chất thứ nhất là thông minh, phẩm chất thứ hai là lương thiện, phẩm chất thứ ba là phải trung thành với đảng. À, đó là cái từ thời, cái thời Stalin đó. Thì cái ông mà dân Nga mà ngoài đảng ông nói á, tôi thấy là người cộng sản nào cũng có hai cái phẩm chất trong ba cái vụ này thôi. Thì đó là đảng viên ảnh nóng mà nói làm sao mẹ ba cái đó mới yếu tố mới trở thành một người cộng sản chân chính. Không, tôi nói rồi, có hai à, mẹ này điên lên phải không? Thứ nhất là biết không, bây giờ anh đầu tiên đảng, anh mới học trường đảng mà anh nói nó phẩm chất của người cộng sản cách mạng là phải thông minh, phải lương thiện, là phải trung thành với đảng. Ông kêu nói không, có ba cái, hai à, có hai cái à. Nói bây giờ mày nói sao mà hai? Thứ nhất, nếu mà mày lương thiện và mày trung thành á, mày ngu, mày không có thông minh. Mà nếu mà mày thông minh mày trung thành á thì mày không có lương thiện. Mà nếu mà mày lương thiện mày thông minh á thì mày không phải cộng sản. Vậy thôi à, tao thấy chỉ có hai thôi à, đúng không? Thành ra quý vị đúng không? Rồi sau đó là cái gì? Mẹ bây giờ bị bắt, bắt đưa ra ngoài tòa, đưa ra ngoài tòa, rồi cái thằng chánh án của tòa án tối cao Liên bang Xô Viết xét xử tội chống đảng phải không? Nhân danh đồng chí Stalin, ban chấp hành trung ương đảng của Liên bang Xô Viết, đúng không? Đọc bản án tử hình, phải không? Cấu kết phản động lật đổ nhà nước Xô Viết. Thì quay qua bây giờ nói là trước khi tử hình á, là anh có cái nguyện vọng gì để nói trước nhân dân không? Về tội ác của anh không? Thì bây giờ á, cái thằng cha phản động á, chả bị về, chả nói giờ tôi xin ý kiến cuối cùng trước khi chết. Chánh án mới hỏi là đảng nhà nước luôn luôn khoan hồng, hiểu không? Có thể tất cả mọi thứ, anh cứ nói. Nên là anh lên nói nguyện vọng cuối cùng của tôi là tôi muốn được gia nhập đảng cộng sản. Cũng chánh án đấy, phản động kết tội tử hình rồi, bây giờ làm sao mày muốn xin mày thành đảng viên cộng sản được? Anh nói như vậy là ý như thế nào? Để làm gì? Nguyện vọng tại sao anh yêu quý đảng đến cỡ này, tại sao anh phản động? Nói không, trước khi tôi bị chết vì tội phản động này, tôi muốn một lần được kết nạp vào đảng viên cộng sản. Nói để làm chi? Nguyện vọng. Báo chí truyền thông tới chụp hình đó luôn. Đây là một trong những người thức tỉnh giác ngộ cách mạng đồ này kia, tòa án thấy mừng quá phải không? Mời 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 ra ngồi trước này kia, trước khi chết chân chói nói rằng yêu đảng, muốn theo đảng rồi. Nói không, tôi chỉ muốn được làm đảng viên cộng sản thôi. Ủa mày quan ơi, thằng này phản động ngộ ta. Ủa, bây giờ nghỉ án 5 phút, chạy vô trong đó họp. Bây giờ báo cáo với đồng chí là bây giờ thằng này nó nói bây giờ nó một lòng yêu đảng, bây giờ nó muốn cái nguyện vọng cuối cùng là nó một lần là nó được làm đảng viên. Thế bắt đầu nói rồi bây giờ đi ra hỏi ý thế nào, bắt đầu ra rồi đập bàn. Bị cáo nói trước tòa nguyện vọng tại sao bị cáo muốn trở thành đảng viên. Cái đầu ông này ông sửa áo đồ đàng hoàng đứng lên. Thưa toàn thể nhân dân Xô Viết, thưa toàn thể các đồng chí cộng sản ở nơi đây, tôi muốn trước khi tử hình mà tôi được một lần tôi được kết nạp vô đảng để cho đảng bớt đi một cái thằng chó đẻ khốn nạn và vô lại. Đó không? Tại vì cứ gia nhập vô một lần như vậy á, là sẽ bị bắn một thằng. Thì thành ra đó tôi muốn là tôi trở thành một đảng viên trước khi mà tôi bị tử hình về cái tội này. Ồ, đấy là bắt đầu nguyên cái biên tòa nó điên đúng không? Rồi còn cái câu chuyện nữa tôi kể cho quý vị nghe.